hẹn vào một ngày không xa, mình sẽ là câu hát mà từng ngày. Mẹ ơi, con bảo đằng kia có cái gì ấy? Đâu? Mày. Thôi chết tôi rồi. À, con Cám, mày ra đây. Món quà mày tặng mẹ giá trị thật đấy. Đi theo tao. Trời, tại em ấy. Hai đứa chúng mày ăn không ngồi rồi hết việc làm à? Đi ra vườn ngô, nhổ cỏ cho tao, nhanh. Hôm nay mà không hết cỏ ruộng ngô thì liêu hồn với tao đấy. Đi. À. Này, là chí chóe nhau đấy. Tao lại cho cái dép vào mồm bây giờ. Đi. Hết cả mình. Này, về nhà có một hôm sao em cứ hoành hoẹ với chị thế? Đánh đầu đi nha. Lần sau không về nữa đâu. Đỡ đánh lại đây. Em đứng lại. Ngứa cả mắt. Đang yên đang lành, phải gió bắt người ta đi nhổ cỏ, bắt sâu. Tại em ý, làm bầm ít thôi. Làm đi còn về, thế mà kêu nhớ chị lắm. Lần sau thèm vào. Chị nhổ em nè. Ok. 2 cây. Chán. Đi chơi thôi. Cho ở đấy mà nhặt một mình. Rảnh đâu mà ngồi đấy nhặt. Địa điểm lý tưởng là đây chứ đâu. Đánh một giấc cái đã. Em ơi. Yeah. Ăn gà đi này. Thơm lắm. Xin miếng coi. Sao mình lại tự găng tay mình thế nhở? Đau à. Mùi gì thơm thế nhở? Thơm. Mùi gì nó cứ thơm nức mũi thế nhở? Chị đến với em đây. Muôn khỏe đẹp thì hãy tập thể thao. Ai muôn khỏe đẹp thì hãy tập thể thao. Hỏng mũi ơi, hỏng mũi ơi. Mấy ngày không tắm rồi. Hôi quá ai mà chịu được. Người đâu mà bẩn. Cái loại này là nách 10 ngày không kỳ, 8 ngày không tắm, mà 5 ngày không đánh răng đúng không? Mày vừa nói cái gì? Hả? Muốn như nào? Thơm đúng không? Thơm thì lại đây. Ngửi đi. Không phải ai cũng có tinh hạnh ngửi người của chị đâu nha. Tưởng ai cũng sở hữu được nó chắc. Chị mà thơm thứ hai thì không ai là chủ nhân. Vậy nên cất cái bụng vào. Cái con Cám kìa. Mày nha. Mày đứng lại cho chị. Thơm nứt hết cả mũi thế nhờ. Mày nhìn cái gì mày nhìn? Hả? Quay ra kia. Đau bụng quá. Thèm à? Vâng. Xòe tay ra. Cầm đấy. Tao đi vệ sinh, về mà mất miếng nào là mày liễu hồn đấy. Không được, phải ngủ cho đỡ thèm thôi. Tự nhiên miếng ăn lại dâng tới mồm thế này. Ngon quá. Cảm ơn nha. Đã cái nư dễ sợ. Thoải mái quá. Vậy con kia, sao mày dám ăn đùi gà của tao hả? Không có vậy. Không phải mày thì là ai hả? Tao vừa mới đi có một tí, quay về thì mày ăn hết rồi. Không phải em.
Chẳng lẽ là... Cám, mày vào đây để làm gì, hả? À thì em đi vào để nhặt lại cái nết. Mà em nhặt xong rồi thì thôi em đi về. Chị cứ vào nghỉ ngơi đi, cho thoải mái đi. À, chị vào hưởng thụ đùi gà đi. Em về đây. Là con cám. Chính nó, đi theo ta. Có cái đùi gà cũng không biết giữ. Sắp hết cỏ rồi. Này, làm xong chưa? Thế con cám đâu rồi? Hả? Sao có mình mày ở đây? Dạ, cám vừa loanh quanh đây mà, đâu mất rồi. Lại trốn đi chơi. Mày làm chị mà chẳng biết trông em gì cả. Con này về tao xử chết. Nhặt nhanh lên. Dạ vâng ạ. Đang yên đang lành tự nhiên bị chửi. Nào thế nha. Ôi trời. Mày vừa đi đâu về hả? Con đi tìm cái nết. Mà tìm xong rồi. Cám. Dạ. Mày thẩm thực với thằng nào mà tao đun thế này hả con? Con có làm gì đâu. Chưa được miếng nào. Có dài đâu mà thẩm với chẳng thụt. Tao không cho mày đi học thật. Nhưng mà tao vẫn dặn mày là không được ăn cơm trước kẻng của thằng nào. Mày chuẩn bị đánh con đúng không? Đúng. Thế thì con xin phép. Dạ. Mày đứng lại. Cám. Con có ngu đâu mà đứng. Mày nó trốn ở đâu được nha. Úi dồi ôi, còn đứng đấy mà chỉ nữa. Đi. Ây da, đau quá. Đứa nào dám ném dép vào đầu tao? Chủ nhân, chính là nó. Còn tấm. Đi. Còn tấm kia, mày chết. À. Mày nha, tao có cho mày chết đói không hả Cam? Stop. Ôi dồi ôi. Cam. Mẹ nghe tiếng gì không? Cục tác, cục tác. Đi theo con. Wow. Con gà nó to nha. Nó gọi mình vào giải cứu nó đấy. Ừ. Vào luôn con. Cái con mập mập kìa mẹ. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Ôi trời ơi. Gà thơm ơi, ta đến với em đây. Vào chuột thì lại càng chết với bà. Quả này thì hiểu bà thế nào luôn nha. Sắp đến giờ nấu cơm rồi. Ơ, Tấm, sao nàng vội vã vậy? Tưởng nàng sang nhà mẹ ghẻ chơi, sao về sớm vậy? Tiếng của gà. Gà. Mẹ, nhanh lên không anh bàn ra. Từ từ đã. Hóa ra là hai mẹ con nhà ngươi à. Bắt quả tang hai mẹ con nhà Cám ăn trộm gà của hoàng gia nha. Xin con là được mà. Không phải nói nhiều. Hai mẹ con nhà này á, bỏ tù đi anh Hoàng. Mày chỉ là thằng nô thôi nhá. Anh Hoàng ơi, anh có muốn ăn gà rán không? Ăn không, mua làm chưa? Gà. Nghe cũng được nha. Mẹ làm thì chỉ có ngon thôi. Được rồi, được thì đi. Đi luôn đi. Ngươi trong thành nhé, gà yên tâm. Hôm nay mẹ sẽ dạy chúng mày cách chiên gà. Đầu tiên là phải đập quả trứng này ra. Nhìn này. Thấy chưa? Sao chiên gà mà lại có trứng nữa mẹ? Mày là mày hỏi ít thôi. Giúp. Cái thằng go le nó chỉ tao thế. Chứ tao cũng đâu có biết. Đây, đập thêm quả nữa này. Giờ thì chúng ta đánh tan nó ra. Phải đánh đều lên nhé các con. Khuấy đều, khuấy đều. Giờ làm gì nữa hả mẹ? Hỏi hay đấy. Giờ này gấp miếng gà, lăn qua bột. Phải lăn thật kỹ vào nha. Lăn phải thật đều vào, kín hết các mặt nghe chưa. Tiếp theo này, lăn qua trứng. Lăn phải thật đều nha.
Tiếp theo lại lăn qua một viên giòn lần nữa. Đấy, cuối cùng mới lăn qua một viên xù. À, con hiểu rồi, làm cũng dễ mà mẹ nhỉ. Đúng, nhưng phải làm đều tay. Đây, gà nó ngon nó giòn là ở đây này. Tiếp theo là lên chảo, rồi chiên nó lên. Đã có dầu ăn. Ừ đấy, tí nữa quên. Lên lửa. Đổ vào. Phải để cho dầu ăn thật sôi. Mang gà ra đây. Đưa đây. Đây nha. Khi nào mà dầu sôi sùng sục thì mới được thả vào, nhớ chưa? Cho vào nha. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, ok chưa? Thằng Hoàng, đẩy củi vào cho lửa đều mới được. Đấy, ui dồi ôi, khó quá mẹ ơi. Có làm thì mới có ăn. Mày nữa đấy, làm đi. Dạ. Nhìn nó cứ vàng rổ lên, thích thật mẹ. Đương nhiên, gà mẹ làm mà chẳng thế. Tí nữa hả, cắn miếng gà nó giòn rộm rộm thì ôi trời ơi, cay mắt quá. Phải khổ thì mới thành công được. Chúng mày làm đi, cứ ngồi đấy mà luyên thuyên. Thơm rồi đấy. Mẹ ơi, sắp xong chưa? Con lại còn đói cái nư rồi đấy. Mày cứ đứng đó mà nhảy đi nha, không làm mà đòi có ăn. No, bây giờ ta sẽ chỉ cho nàng cách tránh khói nha. Cứ bên ta là sẽ không có khói. Chàng lo củi đi, ở đây mà nấu nhiều. Chín rồi, chín rồi. Ừ, chín rồi đây. Đây. Úi dồi ôi, ngon chưa này? Các con thấy gà nhà thằng Hoàng có béo, có thơm không chứ nị? Ê xời, gà nhà con toàn ăn sơn hào hải vị đấy. Mẹ tưởng chẳng ngon thì không à. Mẹ lật cả cái đùi à? Mẹ lật cái đùi cho vàng hơn đi. Xong rồi đấy, chiến đi. Ui, miếng gà thơm quá. Ê, thế này thì ai mà chịu được. Mày nhá Cam. Tay nghề của mẹ ghẻ đúng là đẳng cấp, VIP pro luôn, ngon lắm mẹ. Từ sau là tao nhảy vào chuồng gà của mày, bắt thêm mấy con nữa ăn là không được cấm, nghe chưa? Mẹ phải bắt thật nực cho con, về làm cho con ăn. Ngon là phải ăn hết đấy. Ui, ngon thế, ăn nó cứ thơm bùi bùi, giòn sần sật mẹ. Cái cánh gà của con Cám là ngon nhất đấy. Con là con ai chứ, không biết chọn đồ ăn thì có mà vứt à. Mày ấy, tham ăn vừa thôi. Ngon nhờ. Ngon quá. Chấm cái nữa nào. Nứt hết cả mũi. Nhưng mà hơi nóng. Nóng nó mới ngon. Mẹ thật tuyệt vời. Mọi người thấy uy tín không? Đồ mẹ em làm thì của em tất chứ. Em xin nha. Con kia, trả đĩa gà lại đây cho tao. Cam.